Đây là trung tâm Việt Wellness USA ở 14206 Brookhurst, thành phố Garden Grove, California. Tôi là Lan. Hiện nay trung tâm sức khỏe và dinh dưỡng của chúng tôi có nhiều mặt hàng rất là lý thú về sức khỏe và sắc đẹp, để làm sao mục đích là được khỏe, trẻ, đẹp. Chúng tôi có các dược sĩ để tham gia giúp và tư vấn cho các bà con nào hay là các anh chị em nào muốn quan tâm đến sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Hiện nay chúng tôi có những cái thuốc bổ khoa học, có những sản phẩm về skin care làm đẹp, và có những cái thuốc để giúp cho mình làm ốm người, hay là để cho vui khỏe hơn trong gia đình, cho vợ chồng hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, minh mẫn, đi học được tốt lành. Nếu bất cứ các quý vị nào muốn tham khảo hoặc là biết những cái sản phẩm của chúng tôi, xin mời gọi phone cho chúng tôi ở số 714-539-5136 hoặc 1888 yêu OPC 3. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.